Với rất nhiều người hiện nay, quan niệm về một cuộc sống hiện đại, sành điệu, đẳng cấp không chỉ một chiếc điện thoại thông minh hay một chiếc túi xách hàng hiệu, mà mọi người đầu tư hơn, chăm chút hơn về chất lượng không gian sống. Chất lượng không gian sống tôi đang nói là gì? Chính là căn nhà của bạn, căn hộ bạn đang ở. So với tường gạch truyền thống thì tường thạch cao là một bước tiến khá đáng kể trong giải pháp xây dựng thời hiện đại. Để có một cái nhìn toàn diện và khách quan hơn, chúng ta hãy cùng ghé qua ba tòa nhà đang sử dụng tường thạch cao là Indochina, Star Tower, Gangnam để lắng nghe ý kiến của những người dân đang sinh sống trong các căn hộ trên. Ngoài cái yếu tố giá cả thì đối với cá nhân chị thì chị rất quan tâm đến chủ đầu tư. Thứ nhất là về giá, thứ hai là về chủ đầu tư. Tất cả các tiêu chí đấy đều quan tâm ạ. Cái phòng cháy chữa cháy tốt. Tất nhiên là có. Không quan tâm nhiều đến vật liệu gan tường. Sau khi mua thì được các bạn sale tư vấn và bắt đầu tìm hiểu. Anh quyết định mua rồi và anh lên thực tế căn hộ để xem ấy, thì lúc đấy thì anh mới biết là trong nhà là có tường thạch cao. Nó chỉ có một phần thôi, không phải là tất cả. Sao nó chịu được lực không? Nó hơi bị yếu. Xem là có chắc chắn không này, phổ dụng không, có được nhiều người tin tưởng để dùng và để làm tường hay không. Thế là nó tương đối là chắc chắn, không bị mủn như chị sợ ban đầu. Ưu điểm nổi bật sử dụng tường thạch cao trong nhà chung cư. Cái ưu điểm là về mặt tháo dỡ là dễ, gây ra ít tiếng ồn, không bị bụi. Muốn chuyển cái dây kỹ thuật vào ấy, nó rất là dễ. Còn nhược điểm ở đây là khi mình muốn treo một cái gì rất là nặng. Khi tìm hiểu anh biết là người ta đã thiết kế ra những cái loại vít riêng phục vụ cho việc treo đồ ở tường thạch cao. Nói 9 điểm. 8 điểm rưỡi đi. Bạn thích dùng tường thạch cao hơn. Ở đây là có 140 căn hộ. Tất cả các căn hộ thì đều có thạch cao ở trong nhà. Trong thời gian qua chưa bao giờ nhận được bất cứ một phản ánh về cái tường thạch cao trong căn hộ cả. Các bạn có thể thấy các chủ hộ được phỏng vấn đều có sự trải nghiệm và hoàn toàn tự tin về không gian sống mà mình đã lựa chọn. Những người có nhu cầu về nhà ở cũng đã dần thay đổi thói quen sử dụng tường gạch. Để tiếp cận với một giải pháp, chúng ta hãy cùng làm một cuộc khảo sát. Uy tín của chủ đầu tư. Mình rất là quan tâm đến chủ đầu tư. Thì em cũng có quan tâm đến chủ đầu tư. Vấn đề giá cả, vấn đề chủ đầu tư bao giờ cũng phải đặt đến hàng đầu. Khi mình thuê nhà thì mình để ý xem là cái phòng đấy nó có rộng rãi thoáng mát không. Mình cũng quan tâm đến dụng cụ vật liệu. Dễ tháo dỡ rồi này, dễ di chuyển. Nhẹ mà nó gọn. Chịu được lực mà lâu dài và dễ thi công. Ví dụ mình muốn chuyển phòng hay như thế nào đấy mình tháo vách nó sẽ thuận tiện hơn. Cách âm tốt, chống thấm, khả năng chống ẩm khá là tốt, chống cháy và cách âm khá là tốt. Thay đổi kế theo cái ý muốn của chủ. Chịu ẩm rất tốt. Nó cắt âm tốt. Dễ có thể sửa chữa. Khó để có thể chắc chắn được như là tường bình thường. Hay bị ẩm từ chân. Chưa thấy nó có cái khuyết điểm gì cả. Thấy là cũng khá là ổn. Tường thạch cao rất là tốt mà em. Theo cái cảm nhận của mình là không thể cách âm tốt bằng tường người ta xây kiên cố. Dùng thì cũng bình thường thôi. Chị sẽ lựa chọn tường thạch cao hơn. Chị sẽ lựa chọn tường thạch cao. Đánh giá cũng rất là tốt. Chắc chắn mình sẽ dùng tường thạch cao. Hoàn toàn là rất là hoan nghênh cái việc ngăn cách giữa các phòng ngủ với nhau. Thì rất hài lòng bên cái trang trí trong nhà và nội thất. Tường nhẹ là một trong cái rất an toàn. Cái tường nhẹ, tường thạch cao ấy, là dù có nhà có biến dạng đi, đây là biến dạng tự nhiên thôi. Lún nứt nọ kia thứ rất tự nhiên thôi, không bao giờ ảnh hưởng. Đấy, mà tường thạch cao rất mỏng, tiết kiệm diện tích. Như vậy hiệu suất sử dụng cái tường thạch cao là tốt hơn hẳn. Thì nếu như mà làm tường gạch xây ấy, thì cái tải trọng là lên công trình là rất lớn. Đối với chủ đầu tư thì là chọn phương án thạch cao là rẻ hơn hẳn. Đấy, thời thi công nhanh hơn. Đấy, và giá thành rẻ hơn. Nếu phải xây 10 cái nữa thì vẫn lựa chọn tường thạch cao.